Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh của Trainer Kim Tân. Vâng, quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay Kim Tân muốn dành trọn vẹn nội dung của video này để hướng dẫn và chia sẻ tới toàn thể quý vị, và đặc biệt là những ai chúng ta đang làm MC, chúng ta chuẩn bị sẽ trở thành những MC, có thể là MC không chuyên, bán chuyên hoặc là chuyên nghiệp đi chăng nữa. Một nội dung vô cùng quan trọng và rất nhiều quý vị chúng ta đang quan tâm và có chia sẻ mong muốn được Kim Tân hướng dẫn trong thời gian vừa qua, đó là cái kỹ năng và cách thức nghiệp vụ cũng như kỹ thuật làm sao để có thể giới thiệu được tên đại biểu trong những cái chương trình, trong sự kiện được trang trọng, đặc sắc và hiệu quả nhất. Vâng, quý vị thân mến, có thể nói là phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu khái quát mục đích ý nghĩa của chương trình là một trong những phần không thể thiếu của tất cả các chương trình sự kiện khác nhau. Dù bất kể chủ đề, nội dung hay cách thức thể hiện của chương trình ấy thế nào đi chăng nữa, thì cái phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu là những phần cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trong bất kỳ một chương trình sự kiện nào. Vậy thì trong vai trò là một MC, quý vị chúng ta sẽ cần phải giới thiệu tên, giới thiệu thông tin về đại biểu một cách làm sao để có thể hiệu quả, chuyên nghiệp và thành công nhất trong các chương trình sự kiện. Vậy thì sau đây Kim Tân sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta biết 4 cách thức, 4 phương pháp để chúng ta có thể giới thiệu đại biểu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Theo các cấp độ giới thiệu khác nhau thì Kim Tân có liệt kê ở đây, chúng ta có 4 cấp độ tương ứng với 4 cách thức để giới thiệu đại biểu khác nhau. Đầu tiên, cách số 1 là cái cách mà Kim Tân thấy rằng là nó thường sử dụng trong các cái chương trình mang tính chất là những cái chương trình sự kiện đơn giản. Nó có những cái nội dung mang tính chất rất là cởi mở, đơn giản, gần gũi, thân thiện, không đòi hỏi quá nhiều về tính chuyên nghiệp hay là tính bài bản của chương trình, mà chủ yếu là những chương trình mang tính chất là giao lưu, chia sẻ, kết nối thông thường. Và thông thường những chương trình như thế này thì MC thường là những MC không chuyên hoặc bán chuyên mà thôi. Vậy thì cái cách giới thiệu thứ nhất đó là chúng ta chỉ giới thiệu tên mà thôi. Cái chỉ giới thiệu tên mà thôi. Trong một cái chương trình sự kiện, vâng, quý vị và các bạn thân mến, tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự hiện diện của anh Nguyễn Văn Nam, có sự hiện diện của chị Nguyễn Thị Nhung, có sự hiện diện của anh Trần Văn B, anh Nguyễn Văn C, vân vân. Là cái cách giới thiệu mà chúng ta hầu hết những người tham gia chương trình đều là những người rất là thân mật, có mối quan hệ gần gũi và thân quen với đơn vị tổ chức, đối với nhà tổ chức hoặc là đối với cái chương trình đó, những người tham gia chương trình đó là những cái gì đấy, ví dụ như một câu lạc bộ sinh viên tình nguyện có họp với nhau, hay là một cái tổ chức đoàn thể nào đó họp với nhau một cách rất là đơn giản và nội bộ thôi. Và những người tham gia thì hầu hết đều là những người thân quen, đã biết nhau từ trước, thậm chí đã thân thiết với nhau từ trước. Cho nên cái cách thức giới thiệu cũng rất là đơn giản, đó là chỉ giới thiệu tên mà thôi. Cái cách giới thiệu thứ hai đó là cách giới thiệu bao gồm tên và chức danh. Đó là gì? Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của anh Nguyễn Văn A, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty B. Vâng, quý vị thân mến, vậy thì cái cách thứ hai này là cái cách thức mà những cái chương trình mà bán chuyên hoặc cả là những chương trình chuyên nghiệp chúng ta vẫn đang sử dụng, mà hầu hết các MC hiện tại chúng ta đang sử dụng. Vậy thì tại sao cái cách giới thiệu này rất nhiều người đang sử dụng mà nó không phải là cái cách đẳng cấp nhất, sang trọng và tối ưu nhất, mà nó mới chỉ là cái cách thứ hai thôi? Bởi vì sao? Bởi vì sau khi các anh chị giới thiệu và sướng tên hoặc chức danh thông tin của một đại biểu nào đó thì sau đó ngay lập tức trong khoảng từ 2 đến 3 giây là một tràng vỗ tay của quý vị khán giả đã vang lên. Vậy thì cái cách giới thiệu thứ hai này đó là khi các anh chị thông báo chào mừng quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị đại biểu, giới thiệu đến quý vị đại biểu là Nguyễn Văn An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị B, và khán giả vỗ tay. Vậy thì lúc đó khi dứt lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị B, Công ty B, thì các anh chị sẽ thấy rằng là toàn bộ không gian hội trường nó vang vọng cái tiếng Công ty B, Công ty B, Công ty B, Công ty B, Chủ tịch Công ty B, Chủ tịch Công ty B. Và tất cả cái thông tin của Chủ tịch Công ty B nó là cái thông tin cuối cùng ấn tượng nhất, nó được vang vọng khắp căn phòng. Và khán giả dường như đang vỗ tay cho Chủ tịch Công ty B chứ không phải vỗ tay cho cái tên của ông Nguyễn Văn A. Đúng chưa nào? Thì đó nó mới chỉ là cách thức thứ hai thôi. Cái cách thức thứ ba đó là chúng ta sẽ giới thiệu chức vụ trước, chức danh trước rồi mới đến tên.
Đây là một cái cách giới thiệu cũng rất là ấn tượng và vô cùng chuyên nghiệp và trang trọng. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tham dự chương trình ngày hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự và hạnh phúc khi được chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty B, ông Nguyễn Văn A. Vâng, và cái cách thức giới thiệu thứ ba này là một trong những cách thức vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng trang trọng, lịch thiệp mà Kim Tân vẫn thường hay sử dụng cho những chương trình có tính chất quan trọng. Những vị khách mời tham dự chương trình là những khách VIP cao cấp, quan trọng của chương trình. Vì thế cho nên khi mà chúng ta dứt tên ông Nguyễn Văn A thì cái chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị hay chức danh Tổng Giám đốc hay chức danh của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh v.v. những cái chức danh đó nó sẽ giống như một cái bệ đỡ, giống như một nền tảng, giống như một cái bệ đỡ để cái tên ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B giống như một tượng đài hùng kỳ vĩ được đặt trên cái nền tảng đó. Và như vậy tên của ông Nguyễn Văn A được sướng vang vọng khắp khán phòng và dường như khán giả đang vỗ tay cho ông Nguyễn Văn A, vỗ tay vào cái tên của ông Nguyễn Văn A khi nó đang còn vang vọng trong khán phòng này. Đúng chưa? Thì như vậy, người được giới thiệu tên, người được sướng tên lên, họ cảm thấy vô cùng tự hào, họ cảm thấy vô cùng là tuyệt vời và chương trình này thực sự là đang tôn họ lên một cái tầm rất cao. Đúng không? Họ là người rất quan trọng. Cái nhìn vào tay của khán giả dường như vừa là chào đón mà cũng dường như là đang ngưỡng mộ họ vậy. Tuy nhiên đây cũng chưa phải là cách giới thiệu ấn tượng nhất, mà chúng ta còn có cái cách ấn tượng nhất này này, đó là cái cách thứ tư. Cách giới thiệu thứ tư đó là cách thức mà quý vị chúng ta sẽ nói gợi dẫn những cái điều đặc biệt, gợi dẫn những cái điều bất ngờ, gợi dẫn những cái điều tuyệt vời về một nhân vật đặc biệt. Sau đây chúng ta sẽ giới thiệu. Thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu về chức danh, chức vụ và những thành tích của cái người này, đúng không? Những cái thành tích, những cái kết quả, những cái thành tựu mà người này đạt được trong quá khứ. Sau đó cái thứ ba là chúng ta mới giới thiệu đến tên của họ. Kim Tân lấy ví dụ. Vâng, quý vị thân mến, và tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay có sự hiện diện đông đủ các quý vị đại biểu, các vị khách quý, và chúng tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào cũng như vô cùng vinh hạnh được chào đón sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty ABC, là một trong những người đã tạo nên những cái kết quả, những thành tựu vô cùng đáng tự hào cho tỉnh ta trong suốt 10 năm vừa qua. Và người mà chúng tôi muốn nói tên ở đây xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của ông Nguyễn Văn A. Đó. Và cái cách thức giới thiệu như thế này, chúng ta sẽ nói về chức danh, chúng ta sẽ nói về những cái chức vụ mà họ đã kinh qua, chúng ta sẽ giới thiệu về những cái thành tựu, những cái thành quả, những cái thành tích, những cái cống hiến và những cái giá trị mà người này đã tạo ra, đúng không ạ? Để tạo thành một cái nền tảng, tạo thành một cái bệ đỡ vô cùng vững chãi và vô cùng cao, sau đó là sướng tên của người ta lên, thì nó sẽ khiến cho cả không gian khán phòng, khán giả sẽ cảm thấy vô cùng tò mò, vô cùng háo hức để chờ đợi xem cái nhân vật vô cùng đặc biệt này, họ là ai, họ là người như thế nào mà lại tuyệt vời đến như thế. Và khi cái tên của đại biểu được sướng lên thì tất cả quý vị khán giả họ vỗ tay, dường như họ đang vỗ tay cho sự ngưỡng mộ, họ vỗ tay sự kính trọng, họ vỗ tay cho cái sự tự hào và thực sự là nể phục cái quý vị đại biểu vừa được sướng tên vừa rồi. Thì đó chính là cái cách giới thiệu thứ tư, là cách giới thiệu ấn tượng nhất trong các chương trình sự kiện. Vâng, quý vị thân mến, và vừa rồi chính là bốn cái cách giới thiệu tên của đại biểu trong phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu ở đầu các chương trình sự kiện dành cho tất cả những ai chúng ta đang và sẽ trở thành những MC, dù là không chuyên, bán chuyên hay chuyên nghiệp đi chăng nữa. Nó sẽ giúp được quý vị, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cách thức giới thiệu phù hợp cho các thể loại chương trình khác nhau với các mức độ tính chất của chương trình khác nhau. Và hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích với tất cả quý vị. Nếu thấy video này hay và giá trị, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Kim Tân quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.